Kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Ngay bây giờ là nội dung của bản tin hôm nay. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức buổi họp báo ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 tại tỉnh Điện Biên năm 2022. Với chủ đề Thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai, Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3 dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022 với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Con Tum và Hà Tĩnh và sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm Luông Pha Bang, Hổ Phăn, Át Tạp Xê Công, Siêng Khoảng, Poli Khăm Say, Khăm Muộn, Savanakhet, Salavan, Phong Lì. Ngày hội được chia làm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022 tại quảng trường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên và đài truyền hình một số địa phương trong cả nước tiếp sóng. Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có gần 2.600 ha trồng bưởi, sản lượng ước đạt 24.000 tấn, xác định đây là cây kinh tế mũi nhọn mang lợi ích kinh tế cao và giải quyết việc làm cho bà con nông dân. Huyện Đoàn Hùng phấn đấu đến năm 2025 sẽ tăng diện tích trồng bưởi lên 3.000 ha và nâng sản lượng lên mức 30.000 tấn. Để đạt được mục tiêu này, huyện Đoàn Hùng tập trung chỉ đạo các địa phương ra soát quỹ đất, tận dụng một số diện tích đất cao hạng, diện tích chân ven gò đồi để trồng mới bưởi, hỗ trợ các hộ gia đình, hợp tác xã trồng bưởi theo tiêu chuẩn ô cốp gắn với liên kết chuỗi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đêm 15 dạng sáng ngày 16 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa to gây lũ quét sạt lở đất đá và úng ngập nhiều nơi, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Quang Bình. Đến nay sau khi lũ rút, công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền và người dân huyện Quang Bình nỗ lực triển khai để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Chỉ còn ít ngày nữa là lúa được thu hoạch. Lũ ập về, bao công sức, mồ hôi và hy vọng của bà con đã bị vùi sâu dưới bùn cát. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình, trận lũ vừa qua đã làm thiệt hại gần 430 hecta lúa, gần 100 hecta ngô, trên 56 hecta trồng lạc, gần 130 hecta cây chè bị úng ngập, sạt lở, vùi lấp. Thiệt hại trên toàn huyện ước tính trên 120 tỷ đồng. 4 giờ sáng, cho nên là nước lên là bà con không biết, nhiều nhiều những những cái là bà con vừa mới mới biết thì là, là đã, trận lũ đã rơi tận nhà và rồi hết mà có nghĩa là gà vịt lợn rồi hệ hoa màu, trong là lúa bị ngập cao trên đấy bùn đất là cao trên một mét. Bây giờ nó vùi đất cao thế này thì không biết là làm kiểu gì cho nó 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 thành ruộng nữa. Bây giờ gọi là mất trắng rồi bên ngoài thiệt hại về cây cối, hoa màu. Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng lớn tới hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do đất đá vùi lấp. Nhiều tuyến bị sói lở gây ách tắc giao thông. Hiện nay là mưa lũ thì trước hết là bà con thuê máy xúc và khơi cái đường bê tông đi xuống nhà văn hóa thôn. Thế là khắc phục và còn cái 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 đất ruộng thì chỗ nào mới trắng, là mới trắng rồi. Với phương châm bốn tại chỗ, chính quyền địa phương các cấp cũng đang huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khai thông các tuyến đường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chúng tôi cũng đã có cái giải pháp thứ nhất ý, là cũng là chỉ đạo là thực hiện quyết liệt để bốn tại chỗ đối với lại các xã bị thiên tai. Thứ hai nữa là khẩn trương thống kê cái tình hình thiệt hại của bà con nhân dân đảm bảo cho bà con sớm ổn định vào cuộc sống và chúng tôi cũng trực tiếp đến thăm hỏi động viên chia sẻ với các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn và cũng kêu gọi các tổ chức cá nhân thực hiện công tác tư thiện. Đợt mưa lũ vừa qua Tại huyện Quang Bình đã có một người mất tích, 9 người bị thương, 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 112 ngôi nhà bị ngập nước, 21 ngôi nhà bị sạt lở và tốc mái. Chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời đến thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất, không để ai bị thiếu đói sau thiên tai. Bản tin Tây Bắc chuyển động hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.